cái khu vực này gặp tàu rất là nhiều. Đây là nơi cái bến đổ, bến bãi mà người ta lên xuống gạch tàu này nha các bạn. Gạch ống, gạch thẻ nè, khu vực này là lò gạch, trước đây là lò gạch. Thì bây giờ thì không có còn nữa. Phía bên kia là thuộc nó cũng có lò gạch đó, ngay chỗ mà Tân Hoa Sen đó. Thì đò nó cũng qua nè. Thì đò này thuộc xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Đây là sông Sa Giang nha các bạn. Khu vực này hồi xưa là sản xuất gạch ống, gạch thẻ rất là nhiều. Và hướng ra này đi về Sa Đéc nè. Đây khu vực này là giống như một cái làng nghề truyền thống, nhưng mà sau này do cái môi trường rồi nè. Còn xa bên kia là cầu Xẻo Giạt á. Đây là bến đò Xẻo Giạt nha, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, thuộc xã An Hiệp. Xem đây đi đâu về đây? Dạ, đi chùa. Đi chùa. Dạ. Đây cũng xuống đò các bạn ơi. Xuống đò. Ghe trước mặt mình đó là ghe chấu các bạn. Sao ngộ á, cái này ở đâu mà nó có nhiều vậy? Cái này mình ở xã nào mà qua đò vậy cô? Cô mình ở xã nào mà qua đò á? An Hiệp luôn ha. Cá này người ta thả ha, đâu nhiều vậy? Về nuôi luôn. Không có ai lại đây chài lưới bắt nó ha. Cá này con nửa ký không ha? Quá trời nhiều cá nè. Cái này cũng cỡ 100 con không cô? Không biết, nhiều lắm không biết. À, nhưng mà nó bu ra đây nè, có chân. Ừ. Gì?
thì cá rất là nhiều, nhưng mà cũng phải bảo vệ chứ không phải là ở đây mà chạy sao được, cá ta nuôi mà. Thì cái này mùa lúa cho nên ghe tàu rất là nhiều nha các bạn. Nuôi từ lúc còn nhỏ này giờ. Vậy sao? Cá này hả? Vậy sao mà nuôi tới giờ? Đó thì cái này mấy ghe này chở gạch hay là chở lúa vậy? Ghe chở gạch. Chở gạch. Sao mà cái lò tinen so với cái lò kia sao mà thấy giờ nó gọn quá vậy con? Bây giờ anh làm gọn lại cho làm lò kia nữa. À. Chụm mau. Dụng ghe cây tốn cây ghe chết hết rồi. À. Ê, ê. Gạch này mình chở đi đâu vậy ông chủ? Chở tùm lum chứ. Chở tùm lum chứ nha. Cảm ơn ông chủ nha. Đó. Cái vùng này là gạch tinen nhưng mà nó hơi giòn hơn hả? Nó không bằng cái truyền thống ha. Không bằng. Thì 24 tiếng là xong ạ. Giờ về cái gạch nó có phơi giống như gạch kia không? Phơi, phơi nó ráo nước. À ráo nước mà có 24 tiếng à. Nó chậm bằng gì? Chậm cháu mà 24 à. Nhanh quá nhanh. Nó đốt giống như đốt sơ hả? Mà 24 tiếng chứ không được là 48 nè. Đó thì chia sẻ một cái ngành nghề này. Cái đây là cái vùng lò gạch nha các bạn. Cung cấp cho cả miền Nam luôn. Miền Tây luôn. Tới rồi các bạn ơi. Lên tới đâu cho quá vàng? Gì? Dậy rước hả? Tưởng ghệ rước rồi thôi thua luôn. lên trước. Tưởng ghệ rước chứ. À, máy quay phim. Nó có chống rung. Nó cũ nó không mắc không? Vừa rồi là một số hình ảnh của bến đò Sẻ Vẹt, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, qua xã An Hiệp, đây là quốc lộ 80, đối diện là Tôn Hoa Sen. Đây là cầu Sẻ Vẹt, về hướng cầu Sẻ Vẹt nè. Còn đây ngược lại là đi về Sa Đéc nè. Thì xin kết thúc video hôm nay nha các bạn. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.